Thực hiện liên kết sản xuất tiêu thụ nông sản, nông dân huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp đã tham gia ký kết canh tác trồng mướp lấy sơ để cung ứng cho doanh nghiệp. Trong đó, doanh nghiệp cung ứng giống kỹ thuật và một phần vốn cho nông dân, sau đó sẽ thu mua lại toàn bộ sơ mướp, đảm bảo 1.000 mét vuông có thu nhập ít nhất 15 triệu đồng. Hiện mướp đã trồng được 20 ngày, đang phát triển tốt và được nông dân chăm sóc theo hướng dẫn của doanh nghiệp để cho ra trái mướp có sơ đúng kích cỡ quy định.